Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra hiệu ứng slow motion trên CapCut. Dù các bạn tạo nó với tốc độ rất chậm nhưng mà nó vẫn đạt được cái độ mượt mà cần thiết. Bây giờ chúng ta cùng xem cái video mẫu mà mình đã tạo ra nhé. Đó, các bạn thấy tốc độ rất chậm nhưng mà rất mượt. Đó. Rồi, để làm được việc đó thì bây giờ mình sẽ xóa cái video này đã làm đi, mình làm lại cho các bạn nhé. Là mình kéo video gốc vào này. Đây là tốc độ ban đầu của nó này. Đó. Thì thông thường làm cái hiệu ứng slow motion ở trong CapCut thì không khó. Các bạn chỉ cần vào phần speed của video và các bạn chỉnh tốc độ nó chậm lại. Ví dụ đang tốc độ chuẩn là 1 thì các bạn kéo lùi nó về ví dụ như 0.7 chẳng hạn. Đó. Thì với những cái tốc độ mà nó không chậm quá như này, nếu không gặp vấn đề gì cả, các bạn vẫn thấy nó sẽ có độ mượt của cái slow motion. Nhưng khi các bạn kéo nó về thấp, rất thấp, thì các bạn sẽ thấy ngay vấn đề là cái hiệu ứng slow motion này nó bị giật. Nó không trôi chảy và nó không mượt. Thì chúng ta thử xem nhé. Đó, các bạn thấy không? Nó có một cái sự giật nhất định. Thì để cải thiện được việc này, mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay sau đây. Mình xóa cái video này đã chỉnh đi này, mình kéo lại cái video để mình chỉnh này. Trong phần này mình sẽ chỉ lấy một phần nhỏ video để mình xử lý thôi. Đó, mình lấy vài giây video để mình xử lý thôi. Xóa phần còn lại đi. Thì tương tự, chúng ta vẫn sẽ vào phần tốc độ, chúng ta chỉnh, mình sẽ chỉnh tốc độ rất thấp nhé. Rồi mình lấy hẳn 0.2 đi. Đó. Đó. Bây giờ mình kéo xuống, ở bên dưới nó có một phần hỗ trợ là phần Smooth Slow Motion, tức là phần này nó sẽ làm cho cái chuyển động slow motion của chúng ta mượt mà hơn. Các bạn chỉ cần kích vào đó và các bạn chọn phần Optical Flow thì phần này nó sẽ cho chúng ta một cái slow motion nó rất mượt mà. Video chúng ta dài hơn nhưng chất lượng nó sẽ tốt hơn. Các bạn kích vào đó, cho nó xử lý đủ 100% là xong. Có thể mình sẽ kéo ngắn cái video lại một chút nữa để cho nó xử lý nhanh hơn. Và nếu các bạn nào không thích chờ thì các bạn có thể kéo đến phần cuối video để xem cái kết quả nhé. Rồi, gần xong rồi, cố lên. Chín mươi. Rồi, chúng ta cùng xem kết quả của chúng ta nào. Đó, các bạn thấy không? Tốc độ chậm nhưng mà rất mượt mà. Nhìn giọt nước này. Đó, tốc độ rơi giọt nước rất mượt. Đó. Lại lần nữa nha. Đấy, các bạn có thể xem tốc độ một giọt nước nó rơi này. Rất mượt mà luôn.